Đại tam rộng như hư không, đại chi tăng như mặt trời, đại nghi như đông lửa hồng, đại pháp như rách tường sắt. Bị làm tê tận sức hét cũng chẳng thôi lùi, bị lứt rừng thẳng tay đánh cũng chẳng chịu ngừng. Cái cọc dây dư dựng sâu chắc, liều quân nhanh dây không thôi dứt. Ở trong đó có một kẻ lo lào ra nói: đêm qua bị tôi nhổ tận gốc rồi. Vậy cái cọc dây dưa lã nam trong tay, tin đặt để ở chỗ nào? Trước lời ngoài câu chẳng biết chỗ, càng khen đắc bằng thêm lời lỗm. Cái lời khai thị của ngài Trung Phong nói đại tam đó, tức là cái chân tam mà khắp không gian thời gian đó, thì nó rộng như hư không á, đại chi sáng như mặt trời, đại nghi á như đống lửa hồng. Bây giờ mình tham thiền nó cần cái đại nghi, nó dùng cái đống lửa hồng á để thí dụ tất cả đều gần nó không được. Tôi nói là cái chổi automatic quét sạch tất cả này, nó dùng cái đống lửa hồng á, gần thì bị cháy. Cho nên mình giữ được cái nghi tình á, thì mai cái kia bất cứ cái gì đó gần không được, không bị dính mắc. Bởi vậy gần là bị cháy. Cho nên gần dùng cái đống lửa hồng để ví dụ cái đại nghi đó. Đại pháp như vách tường sắt, bây giờ cái pháp môn này đó ha, cũng như cái mà chất tượng sắc đó, mình ở trong đó muốn ra nhưng mà không có cửa ra. Nhưng mà khi nào mà mình ngộ thì giúp tượng sắc tan rã, không có cái gì. Bây giờ chưa ngộ thì phải làm cái giác tỉnh sách đó, tức là ép cho mình phải đi ra mới được, không có cử để cho mình ra, nhưng mà mình phải ra. Cũng như mà ở trong cái giác tỉnh sách rồi đó. Thì bị làm té tận sức hét cũng chẳng thôi lùi, bị đứt chân thẳng tay đánh cũng chẳng chịu ngừng. Ở thiền tông đó thì làm té hét đứt chân phản đó, là nổi tiếng trong thiền tông đó. Làm té vào cửa liền hét, đức thân vào cửa đèn đánh. Cũng như mà người ta muốn loại tham học làm tê, mới vào cửa mở miệng, cái miệng mới hả chưa có nói ra hét rồi. Còn đức thân á, cái miệng chưa ra là đánh rồi. Cái ngài đại huệ
Có cái công án của đại đại nguyện ở trong đại nguyện ngữ đục có nói đó ha. Ở lúc mà đại nguyện chưa làm trụ trì á, ngộ rồi chứ mà còn làm một còn làm thủ tọa ở trong một cái tổng lam làm thủ tọa, tức là ở dưới trụ trì á, trụ trì chánh tăng làm thủ tọa cũng là chánh tăng trực đệ, thì có cái đời nó, cái ngữ đọc á có một ông tăng đọc cái ngữ đọc của Ngài Đại Huệ mà tự cho là được ngộ á, cái loại muốn gặp Đại Huệ, loại Tùng Lam đó thì gặp Đại Huệ nói là tôi đọc cái lời của thủ tọa ha, tôi ngộ được, bây giờ tôi xin trình bày cho thủ tọa nghe coi. Tung Hồng: Ê, không phải, không phải, ly gia, ly gia, nó tôi chưa có tình mà tôi nói không phải, ly gia, ly gia. Nó tại sao tôi chưa có nhìn là phải, không phải, không phải, đi ra, đi ra. Bởi vậy muốn trình là không phải rồi đó. Cho nên á, người ta chưa mở miệng là đánh đèn đó. Bởi vậy muốn nói á, tức là tả cái kiến giải của mình. Sư tổ á hét đánh là muốn chấm dứt không cho có kiến giải. Nếu mà cái sát na lìa được cái kiến giải là cái ý thức đó là ngộ. Bây giờ mình tham thiền mà tham tới thoại đạo, từ đạo xào chân tâm thức tiên định một bước lìa chân giả, lìa ý thức đó, cái sát na lìa ý thức là chân tánh. Nếu mà còn chân giải thì còn ý thức chứ không có lực chân tánh. Cho nên sư tổ là dùng cái cư xảo để chấm dứt cái chân giải của mình để mà mình